Alo ạ. Hôm nay á, bà con nấu nhiều món ăn mà con thích đó. Nhớ về sớm đó, bà đợi con đó nghe. Dạ vâng, con sẽ cố gắng làm việc xong sớm rồi con về với ba luôn. Dạ, vâng ạ. Ủa chị, trễ lắm rồi mà sao chị chưa về nữa? Con vài năm nữa thôi, con sẽ lo cho ba cuộc sống tốt hơn và thời gian ở bên ba nhiều hơn, không phải để ba đợi chờ nữa đâu. Con hứa đó, con xin lỗi ba nhiều lắm. Ba ơi, sao ba không lên phòng ngủ đi ba? Ba nằm đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Con về rồi đó hả? Con xin lỗi ba, con định làm việc một tí rồi về với ba luôn. Mà ngẩng lên thì đã 3 giờ sáng rồi. Nhưng mà ba ơi, ba phải hứa với con là ba đừng đợi con nữa. Ba phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi thì mới có sức khỏe tốt được chứ. Mà con cũng phải hứa với bà, phải giữ gìn sức khỏe, đừng có mãi mê công việc nữa nghe. Ba ơi, con sẽ thành công thật sớm. Ba phải luôn khỏe mạnh để con hưởng phúc của con nữa ba nhé. Con gái à, ba không mong gì hơn là con được vui vẻ và hồn nhiên là ba vui rồi. Làm cha nhiều trái đắng, làm cha giận quăng khi con đi sai đường. Nhiều vui buồn bên con, dạy con nhiều yêu thương, dạy con phải sống không thua kém ai trên đời dù cho nhiều sóng. Giờ này còn trong đèn thức hoài vậy? Đi ngủ chưa? Con đi ngủ đây, con làm một chút nữa thôi. Đi ngủ đây. Mai. Dạ. Ăn sáng chưa mà đi vậy? Thôi con sẽ làm rồi con ăn sau. Không có được. Để chú đem theo nè, ăn lót dạ. Không nghe mày đánh đòn đó. Con đi được chưa? Ừ. Mà vô trong công ty là nhớ mua đồ ăn thêm nghe chưa? Vâng. Công việc ổn không con? Thôi con đừng có buồn. Công việc có ngày này ngày khác. Vậy ăn cơm đi để mà còn nghỉ ngơi nữa. Hôm nay có món gì vậy mẹ? Mẹ. Mất rồi mà. Chị đang nhớ mẹ lắm đúng không? Chị đừng buồn nữa. Mẹ vẫn mãi luôn ở bên cạnh hai chị em mình mà. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi vùng trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, mẹ nhớ mấy mang trao đến con. Chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an.